Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã về thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kim Động. Tại buổi tặng quà, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Động đón Tết Quý Mão năm 2023 vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Tiếp tục phấn đấu thi đua góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kim Động cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn và các thành viên trong đoàn đã trao quà Tết cho hai thương binh là ông Đào Văn Quýnh, sinh năm 1955 ở xã Vĩnh Xá, và ông Nguyễn Thịnh Vượng, sinh năm 1951 ở xã Toàn Thắng. Trao quà cho 3 hộ nghèo, 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, trao cho huyện Kim Động gần 14 tấn gạo, tặng 1.345 người nghèo trên địa bàn ăn Tết, mỗi người được nhận 10 kg gạo. Ngân hàng Vietcombank cũng đã trao tặng 50 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất quà có trị giá 1 triệu đồng.